Hello mọi người, mình là Subeo đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip về cái event Osiris. Thì trước giờ mình chưa bao giờ thử qua cái trường hợp giống như thế này. Các bạn thấy nè, phe của mình là có 5 người. Bên kia lúc mà đăng ký thì họ cũng đăng ký 5 người, nhưng mà tham gia chiến đấu thì lại không có ai hết. Coi như là bên kia họ tự bỏ cuộc rồi. Bây giờ mục tiêu là phải kiếm được 10 ca điểm thì các bạn mới có thể nhận được 10 chọc cam và 2k5 game. Thế thì bây giờ bên địch á không có ai hết để mình đánh nhau, thì bây giờ mình chỉ có thể kiếm điểm thông qua việc là đi farm lạc đà thôi. Đây, mình sẽ cho các bạn coi mình đi farm lạc đà. Ở đây mình có dùng 5 đạo farm nè các bạn. Mình chia tướng ra như thế này nha. Cái con này á, tại sao mình cho nó đứng im ở đây là tại vì nó đã farm full rồi. Đây mình cho các bạn xem, nó đã farm được 401 cái lạc đà rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái đạo quân này về nhà để xem là mình nhận được bao nhiêu điểm nhé. Mình đã được hơn 5k điểm nè. Đa số là mình sẽ dùng xe T2 nha. Mình sẽ không dùng xe T1. Tại vì xe T1 á, nó chạy thì nhanh thật, nhưng mà cái trọng tải của nó quá thấp. Xe T3, xe T4 thì trọng tải của nó lớn hơn, nhưng mà tốc độ chạy của nó quá chậm. Cho nên mình thấy dùng xe T2 là tối ưu nhất rồi đó. Và khi các bạn farm á, các bạn nên farm nhảy mỏ. Các bạn đừng có farm một mỏ sau đó về nhà, vậy thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian di chuyển. Đây, mỏ nào gần nhất thì các bạn cứ farm mỏ đó, không cần thiết phải cố gắng kiếm những cái mỏ level cao đâu, level 1 cũng được nữa. Chỉ cần gần đạo quân của các bạn để cho các bạn nhảy từ mỏ này sang mỏ khác, vậy là được rồi. Ví dụ như chỗ này nè, mình có mỏ 2 thì mình nhảy vô mỏ 2 thôi, nếu như cái mỏ này là mỏ 1 thì mình cũng nhảy vô luôn. Để mình mục đích là tiết kiệm cái thời gian di chuyển nhiều nhất có thể. Rồi các bạn để ý cái thời gian của event này, giờ nó còn 19 phút. Thì còn khoảng 10 phút hoặc là 15 phút gì đó các bạn cho nó về nhà hết. Rồi các bạn xem coi là tổng điểm của các bạn đã được 10k chưa. Nếu như đã được 10k rồi thì các bạn sẽ không cần thiết phải farm nữa, nhường lại mỏ farm cho những người chơi ở trong liên minh của các bạn. Các bạn muốn farm tối ưu á, thì các bạn nên mặc thêm một số trang bị farm cho những con tướng chính ở trong cái đạo quân của các bạn đem đi farm. Đây mình cho các bạn coi nha, mình nhảy mỏ nè, cái đạo này hồi nãy mình cho về nhà rồi. Còn cái đạo này, các bạn thấy mình đã farm được là 434 trên 627. Đạo này cũng được 438 trên 675. Đạo này thì được 375. Đây, mình sẽ kéo nó vô mỏ 2 luôn. Đạo này thì mình đã được 450 trên 618. Đấy, thì mình cứ farm tới khi nào mà nó full trọng tải thì mình cho đi về thôi. Về talent của những con tướng farm á, thì cơ bản là mình sẽ nâng nó như thế này nha. Cơ bản nhất là nâng lên level 37, xong đó nâng full cái nhánh thu gom này, lấy luôn cái điểm này nha, để có thêm cái tốc độ thu gom mọi loại tài nguyên nè, tăng lên thêm 25%. Rồi nếu như mà các bạn có điều kiện, có nhiều sách kinh nghiệm, hoặc là các bạn chơi lâu, thì các bạn có thể up lên level cao hơn nữa. Thì khi mà các bạn lên level cao hơn nữa thì các bạn nên kiếm ở trong những cái bảng talent ở bên góc 12 giờ và góc 5 giờ này. Các bạn kiếm coi những cái điểm nào nó có tăng tốc độ diễu hành á, thì các bạn nâng vô. Rồi ví dụ như là ở trên đây nè, cũng có tốc độ diễu hành tăng lên tận 9% nè. Còn dưới này thì tăng lên 6%. Đấy, vậy thì các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Đặc biệt là những bạn nào farm game á, các bạn rất là cần những cái này nha. Rồi đạo này đi về nè. Rồi mình kéo vô lại mỏ 1 luôn. Mỏ level mấy cũng được hết các bạn. Các bạn cứ farm đi. Tầm khoảng còn 15 phút á, mình sẽ cho về nhà hết. Sau đó mình sẽ coi coi điểm của mình là bao nhiêu. Và các bạn nhớ nha,
Khi nào mà các bạn gặp trường hợp đánh Osiris mà giống như thế này á, là bên kia họ không có ai tham gia giao tranh hết, thì việc đầu tiên của các bạn á, không phải là đi farm đâu. Các bạn phải đi chiếm hết những cái công trình. Đây, những cái công trình này nè. Các bạn cứ chiếm hết trước nha. Sau khi chiếm hết xong rồi á, thì lúc đó các bạn hãy chia số lượng người chơi của các bạn ra. Ví dụ như bây giờ của mình là có 5 người tham gia nè, 5 chiến binh nè. Thì ở đây tổng cộng nó có 4 cái obelisk, thì các bạn cứ chia 4 ra. Vậy thì trung bình là một cái obelisk là một người. Đấy, thì các bạn cứ chia người ra, xong đó đi farm mỏ thôi. Không cần thiết phải cố gắng giành mỏ nhau làm gì, cứ farm nhảy mỏ là chắc chắn các bạn sẽ đủ thôi. Mặc thêm những cái trang bị farm vô nữa. Đây là bộ trang bị farm của mình nè. Xanh dương thôi, không cần thiết phải nhiều. Nếu như các bạn nào mới chơi ở Kingdom mới á, thì các bạn không có điều kiện để lên được cái bộ xanh dương này, thì các bạn cứ lên những cái bộ đồ trắng thôi cũng được nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho những cái đạo quân này nó về nhà hết luôn, sau đó mình coi điểm của mình lên được 10k chưa. Nếu như đã lên được 10k rồi thì mình sẽ dừng, không farm nữa. Lý do tại sao mà mình kêu các bạn á, nên chiếm hết những cái công trình này trước, tại vì sau khi các bạn chiếm những cái công trình này á, thì liên minh của các bạn nè sẽ kiếm được rất là nhiều điểm. Các bạn coi ở trên đây nè, bên kia là 0 điểm, còn bên mình là 59k điểm. Đây, 1 phút là nó sẽ nhận được 150 điểm liên minh nè. Lấy những cái điểm này để đảm bảo cho liên minh của các bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Tại vì nhiều khi á, các bạn thấy bên kia họ có 5 người tham gia đăng ký chiến đấu, nhưng mà nhiều khi họ vô trễ 10 phút, 15 phút gì đó, nhưng mà bên kia 5 người đó đều là T5 hết, các bạn đánh không lại đâu. Đó, cho nên là các bạn phải cố gắng chiếm hết những cái công trình này trước. Rồi các bạn có thời gian á, các bạn kêu một đứa ra đây nè để lụm cái ARK. Cái ARK này á, nếu như mà bạn nào lụm thì các bạn đó cũng sẽ được điểm cá nhân nha, được khoảng tầm 400-500 điểm cá nhân gì đó. Ngoài ra điểm liên minh thì được khoảng, cái đầu tiên mình nhớ là 3.000 điểm, còn cái thứ hai trở về sau thì mình nhớ là khoảng 4k điểm cho một cái ARK. Mình cũng không nhớ rõ lắm, nhớ mang máng thôi. Rồi xem coi điểm của mình là bao nhiêu nha. Rồi đã được 10k rồi nè. Vậy là đủ rồi đó các bạn, mình không cần thiết phải farm nữa đâu. Lấy hạng nhất của cái chỗ này cũng không biết để làm gì đâu, không cần thiết. Đây là cái lợi ích mà khi các bạn đánh Osiris mà các bạn vô những cái liên minh clone của các bạn á. Cái liên minh này á, là cái liên minh yếu ở trong Kingdom của mình. Bình thường á, thì mình sẽ ở trong cái liên minh top 1. Đến khi mà có event Osiris thì mình sẽ nhảy sang cái liên minh yếu hơn để mình đăng ký tham gia Osiris. Vậy thì lúc mà mình đánh á, nó sẽ rất là nhẹ nhàng và thoải mái. Nhiều khi hên hên là mình sẽ gặp được cái trường hợp giống như thế này. Tức là bên kia họ đăng ký xong nhưng mà họ không có đánh. Thì coi như là chắc chắn mình sẽ nhận được 10 cái chọc cam và 2k5 game, rất là ngon. Chỉ việc farm thôi. Các bạn cứ farm những cái mỏ này, farm y như là các bạn farm game vậy đó. Farm nhảy từ mỏ này sang mỏ khác, kéo nhiều quân bao vây CT2 lên, vậy là được rồi. Bình thường những bạn nào rảnh thì cái nhà xe các bạn nên train nhiều lính T1 với lại lính T2 lên. Khi farm á, các bạn chỉ cần xe T1 với lại xe T2 thôi. Xe T2 thì dùng trong Osiris để farm lạc đà, còn xe T1 á thì các bạn dùng trong farm game. Đây, mình đã được 13k điểm, gần 14k điểm rồi nè. Vậy là mình ngừng nha. Sau khi mà các bạn đã chiếm hết công trình giống như thế này rồi, thì cho dù là bên kia họ có vào sau khoảng 15 phút, 20 phút gì đó, thì bên kia họ cũng khó lòng nào mà có thể lật ngược lại tình thế lắm. Rồi, vậy là xong một cái event Osiris quá là nhẹ nhàng, thư giãn. Thì trước giờ mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp này. Lần này là lần đầu tiên, cho nên mình làm video clip này quay cho các bạn xem cũng là giải trí là chính thôi, chứ cũng không có gì đâu. Coi như là đây là một cái video clip để hướng dẫn cho các bạn gặp cái trường hợp quái oăm, tức là bên kia họ không có ai để cho mình đánh hết, mà không có lính để đánh nhau thì các bạn sẽ không có điểm giết, mà không có điểm giết thì các bạn sẽ không có điểm. Chỉ còn một cái cách kiếm điểm duy nhất, đó chính là các bạn đi chiếm những cái công trình và farm lạc đà thôi. Hiện tại còn khoảng hơn 10 phút, nhưng mà điểm của mình đã vượt hơn 10k rồi nè, 14k rồi. Rồi còn 10 phút nữa thôi, cho dù là bên kia họ có vào sau đi nữa thì họ cũng không thể nào lật ngược tình thế đâu. Coi như là tuần này mình chắc chắn nhận được 10 chọc cam và 2k5 game rồi. Rồi bây giờ là chỉ còn khoảng 1 phút 30 giây thôi.
Đây các bạn xem, 5 người ở phe của mình, tất cả mọi người đều lên 10k điểm hết rồi nè. Nãy giờ là mình ngừng farm, ông này ông muốn lấy top 1 thì thôi kệ cho ông lấy đi, mình cũng không quan trọng cái này, chủ yếu là đấy 10k điểm thôi. Như trường hợp này của mình á, thì chiến binh bên mình chỉ có 5 người thôi. Nếu như trường hợp của các bạn nhiều người hơn, 15-20 người gì đó, thì các bạn cứ lấy cái số người này nè, các bạn chia cho 4 để tách ra 4 nhóm người ở 4 cái obelisk, chứ các bạn đừng có chụm lại ở một cái obelisk nha. Chụm lại là tất cả mọi người đều không farm được, tốn thời gian lắm. Các bạn cứ chia ra làm 4. Ví dụ như top team á, thì các bạn cứ chia ra 2 nhóm, một nhóm ở obelisk địch và một nhóm ở obelisk của phe mình. Rồi bottom team thì cũng chia ra 2 nhóm, một nhóm là ở phe của mình và một nhóm là ở obelisk của kẻ địch. Rồi cứ đi farm những cái mỏ này thôi. Đông người cũng không sao đâu nha các bạn, các bạn cứ farm, quan trọng nhất là các bạn farm nhảy mỏ là được rồi. Còn mỏ level mấy cũng được, cái mỏ nào gần đạo quân của các bạn thì các bạn cứ farm. Rồi giờ chỉ còn 5 giây nữa thôi là mình sẽ nhận được quà nha. Ok, giành chiến thắng rồi nè. Osiris chưa bao giờ dễ dàng đến thế luôn á. Rồi đây là phần quà này các bạn. Ồ, nhận được thêm cái huấn luyện mở rộng này nữa. Cái kho dự trữ cấp 5 này ngon lắm nha. Ok, nhận được hai cái dịch chuyển nữa nè, dùng trong KVK tele rất là nhiều. Sau khi mình đã hoàn thành xong cái event Osiris rồi thì mình sẽ thoát cái liên minh clone này và trở lại về cái liên minh top 1 để mình hít gương. Đấy thì video clip này của mình tới đây thôi, sẵn tiện hướng dẫn cho các bạn farm lạc đà như thế nào cho nó hiệu quả để có thể đạt được 10k điểm mặc dù là phe địch không có ai tham gia chiến đấu hết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.